Sáng ngày 22 tháng 6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đi kiểm tra tiến độ sửa chữa khắc phục tổ máy số 2 và làm việc với công ty nhiệt điện Cẩm Phả. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận Tổng Công ty Điện lực TKV và Công ty nhiệt điện Cẩm Phả đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu đơn vị tập trung cho công tác sửa chữa lớn tổ máy số 2, phải theo dõi sát sao, tổ chức điều hành, sửa chữa, đảm bảo tiến độ kế hoạch, phấn đấu đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, hoàn thành và đưa vào vận hành. Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng đề nghị Tổng Công ty Điện lực TKV và Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, môi trường theo tiêu chuẩn quy định. Dự kiến 6 tháng cuối năm, công ty sản xuất sản lượng điện dự kiến 1.893.240 MWh, sản lượng điện thương phẩm dự kiến 1.717.169 MWh.